Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng, cánh chim cao xuyên cho mùa xuân, gửi lời chim yêu thương từ miền Nam quê hương, nhận rằng ta ngày đêm mong nhớ. Nguyễn Thị Trung ở Yên Thế, thuộc hồi đấy là tỉnh Bắc Giang. Cô mới làm đơn nhập ngũ đi vào bộ đội. Thế tháng 8 năm 68 đấy là được vào bộ đội, thì là mới ra viện quân y 10 để huấn luyện 3 tháng. Xong bắt đầu họ cho vào chiến trường, lúc bây giờ đang đánh nhau ác liệt lắm. Thì lúc giờ đâu cũng 21 tuổi rồi, thế mới đi học xong chuyên khoa mới về chỗ hậu cứ của binh trạm Quảng Bình ấy. Bố Trạch Quảng Bình thì đơn vị xe của ông này cũng ra nhận xe. Thế là cái anh Đồng Hương anh mới cứ gán ghét. Thế ông Lệ thì quý ông này, thế là mới dẫn ông này lên xem mặt cô. Thế anh bạn anh mới dẫn tôi, mà này đây đã có cô y sĩ của bên chợ nó mới về đây. Chồng nó được, thì ông đi thì thôi đi, lên đây xem thế nào. Ở đây cái cô này quê đâu? Thế xong thì anh bảo, nó bắt sạc đấy. Bằng sang đâu ở Tân Yên hết gì ở Nhã Nam hết người ta không biết. Thế bảo thì ông thử hỏi cô ý. Ông này ông đang yêu đấy, chị xem có được không, chị quyết định thì em mới dám yêu, không thì chị không. Thế xong chị mới lên chị dò mặt ông này, thế chị mới quay về chị bảo thôi thế được đấy thì làm nào đừng có mất đoàn kết, tại vì lúc bây giờ nam giới đông mình lại nhiều anh nó xô, cho nên là mới chị cứ dặn bảo đừng có lộ ra. Mình là nữ trên nam giới đông, thế mà ông nào mà thắng mình ở giữa sợ chết chẹt, thế nên là không dám lộ ra, cứ bí mật thôi. Ông theo dõi tôi xem là cái gì. Thế xong rồi ông bảo tôi bảo có cái tay trưởng ban xe, nó cũng có vẻ mến cái cô đấy. Thế mà thế thì có cái chuyện quái gì đấy. Bảo không, nhưng mà cha này tôi có thể khống chế được. Thế là thì ông giúp tôi cái. Đến lúc được về tranh thủ mấy ngày thì là mẹ với chị gái bảo là đi dò mặt cái cô giáo viên ở làng đấy. Thế là cũng nể mẹ thì là cũng đi, chứ trong khi đấy ở đơn vị đã nhận lời yêu nhau rồi. Xong tôi mới dặn, tôi để bụng tôi mới bảo là đã nhận lời yêu mình rồi còn đi về đi xem mặt cô giáo. Ở đây vào cứ xác định chắc là không bao giờ về được, tại vì lúc nào cũng thấy cái máy bay ù trên, không lúc nào yên tĩnh như thế này đâu. Nào máy bay, tiếng máy bay hết 20 ly lại đến B-52, lúc nào cũng hoàng trên đầu. Thế nên mình cứ xác định là thôi, cứ đi là đi thì chứ không biết là bao giờ có về được hay không. Nhưng được điều kiện nó thế này cho nên anh không thể xuống với em được, xa xôi quá là một, thứ hai là đấy thì tôi gặp nhau chúng ta gặp nhau dành cho nhau đồng tin, chứ đừng có nghĩ ngợi gì. Yêu thì mình lại càng tin tưởng người yêu mình, xa hàng năm sáu tháng không nhận được thư mình vẫn gửi lại niềm tin son sắt, đấy là chờ nhau đến khi giải phóng hết chiến tranh thì ra cưới tổ chức. Thế hiện nay thì nói chung là hai vợ chồng thì cũng không có vấn đề gì là khó khăn, thì coi như các con đã trưởng thành khôn lớn mà nó đã đi theo đường binh nghiệp của bố mẹ thì ổn định, coi như là nó cũng không có gì là trắc trở, coi như là vẫn hạnh phúc. Muốn đưa những cái vật kỷ niệm của mình từ ngày xưa đấy, sau 50 năm thì muốn đưa bảo tàng để lưu giữ giúp mình, để mình ngày mai cho các đời con cháu xem lại. Xa xa là cả một cái dãy núi Trường Sơn. Thế nhưng mà dãy núi Trường Sơn thì lại có cái đặc biệt, vì là Trường Sơn cho nên là máy bay Mỹ đánh phá nhiều, cho nên có một cái cây gãy. Nhưng mà cái chỗ gãy thì lại có một cái nhành phong lan, có một cái cụm phong lan nở ra hoa. Đấy, thế này, cái này. Còn dưới này là cái tên của tôi là Nguyễn Thuận Quảng, là Thuận Quảng thôi chứ không có Nguyễn đó, là Thuận Quảng. Để mà tặng cho bà ấy đây.
cô chú thì yêu nhau trong chiến tranh thì rất gian khổ, mà coi như là đã thấu hiểu nhau cùng cái cảnh ngộ đấy. Thế nên khi ra đời thường ra mà đã chung sống với nhau như thế này thì thấu hiểu nhau. Thế nên là muốn là con cái hoặc là con cháu của mình cũng yêu thương theo cái gương của bố mẹ đấy, thì là thấu hiểu nhau thì rất là hòa thuận. Anh khuyên các bạn trẻ là thông cảm cho nhau, hiểu nhau thì cho giữ cái ngọn lửa, cho ấm của gia đình mình.